Honda Asian Journey tiếp tục được tổ chức tại Malaysia trong 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11 vừa qua. Sau 2 năm tổ chức, Honda Asian Journey đang ngày một chứng tỏ được quy mô và sự chuyên nghiệp của mình. Tham dự hành trình Honda Asian Journey 2018 năm nay, đoàn Honda Việt Nam góp mặt 6 biker, không chỉ với tư cách là nhà báo, mà nhiều hơn thế là những biker trực tiếp được cầm lái, cảm nhận và được sống trọn vẹn với Honda Moto. Đặc biệt, năm nay cũng là năm đầu tiên đoàn Honda Việt Nam nói riêng và toàn đoàn Honda Asian Journey nói chung đón một bất ngờ lớn với sự tham gia của siêu mẫu Minh Tú, người sẽ đại diện sắc đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi hậu siêu quốc gia tháng 12 tới. Không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút và hàng loạt danh hiệu cao quý, Minh Tú còn là một cô nàng cá tính, tràn đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ và đam mê với mô tô. Chia sẻ về cảm nhận sự kiện, Minh Tú đã không giấu nổi sự thích thú đến thực sự ấn tượng của chương trình cũng như những nỗ lực của Honda Việt Nam nói riêng. Đặc biệt là ngày 4 tháng 11, cô được trực tiếp theo dõi chặng đua 18-19 thể thức MotoGP tại trường đua Sepang, Malaysia. Hành trình đã chính thức bắt đầu vào chiều ngày 2 tháng 11. Năm nay, các biker đã có cơ hội điều khiển những mẫu xe Honda Moto mới như Goldwing, Africa Twin, CB1000R hay CB1100. Cuộc hành trình bắt đầu với chuyến đi đến cao nguyên Cameroon, nơi mệnh danh như một nước Anh thu nhỏ hay một Đà Lạt mộng mơ giữa vùng Penang xinh đẹp. Trong ngày lái xe đầu tiên, đoàn chủ yếu di chuyển trên cao tốc với tốc độ trung bình đạt 120 km/h. Những cơn mưa bất chợt nơi Malaysia, những cung đường lượn lờ ôm lấy thung lũng Cameroon đều trở thành những trải nghiệm tuyệt vời trên những bánh xe mô tô lăn. Ngày lái đầu tiên, toàn đoàn dừng chân tại thung lũng Cameroon ăn bánh thưởng trà, tận hưởng không khí xe lạnh và nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình của ngày hôm sau. Đến với ngày lái xe thứ hai, toàn đoàn di chuyển về Putrajaya, xuyên qua những rừng cọ dài hàng chục cây số, mây bay lững lờ, cảnh đẹp nên thơ như mê đắm các biker. Đoàn đã dừng chân tại Lemang, Turkey trước khi đóng thẳng đường cao tốc về với Putrajaya. Những cơn mưa rào trên đường về tới Putrajaya đã không làm biker chán nản, trái lại, nó trở thành những trải nghiệm tuyệt vời dưới sự hướng dẫn của các cảnh sát giao thông và đoàn xe hỗ trợ, cũng như khả năng vận hành tuyệt vời trên mặt đường trơn trượt của các cỗ máy Honda Moto. Và tối hôm đó, sau hơn 400 km trên Honda Moto, toàn đoàn đã có buổi giao lưu thực sự ấn tượng đối với tay đua của đội Repsol Honda Team, tay đua Moto 2, Moto 3. Bữa tiệc đã mang đến những giây phút thực sự vui vẻ và cũng như tiếp thêm sức mạnh cho Marc Marquez và Dani Pedrosa, đội Repsol Honda Team trong chặng đua 18 MotoGP. Kết thúc cuộc hành trình, đoàn biker đã có một ngày trải nghiệm đầy thú vị tại trường đua Sepang, Malaysia khi được tận mắt theo dõi chặng đua MotoGP áp chót của một giải năm 2018. Không khí tại đây náo nhiệt hơn hẳn so với việc theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Kết thúc chặng này, Marc Marquez xuất sắc về nhất để củng cố vững chắc hơn chức vô địch của mùa giải vốn đã giành được khá lâu trước đó. Honda Việt Nam rất vinh dự và tự hào là một trong những nhà tài trợ cho đội Repsol Honda Team tại Việt Nam. Honda Việt Nam cũng nỗ lực đưa không khí cuồng nhiệt của MotoGP tới gần hơn với khán giả Việt bằng việc tài trợ phát sóng MotoGP bằng tiếng Việt trên kênh Fox Sports hay tổ chức sự kiện phát sóng trực tiếp các chặng MotoGP trên khắp các tỉnh thành Việt Nam. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam còn triển khai tài trợ tổ chức các sự kiện đua xe trong nước cũng như không ngừng đưa tay đua đi thi đấu tại các giải đấu khu vực châu Á, để đưa môn thể thao đua xe trong nước ngày càng tiệm cận với những quy chuẩn quốc tế. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ ngày càng thỏa mãn hơn nữa niềm đam mê tốc độ của các tín đồ hâm mộ của môn đua xe thể thao này. Thông qua sự kiện Honda Asian Journey 2018, Honda Việt Nam hy vọng mang tới cho người tham gia những trải nghiệm mới mẻ vượt lên trên sự mong đợi, khẳng định mạnh mẽ các giá trị cốt lõi của các mẫu xe mô tô của Honda, cũng như về đam mê Honda Racing. Honda Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực mang lại các sản phẩm với các giá trị tối ưu hơn nữa cho các tín đồ mô tô trong nước và mang lại những trải nghiệm xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam.